Anh đi chờ đứng ta, đi chờ nghe anh chị. Chào sớm lên con ơi. Đẩy nè. Xem bạn bé nhất, bạn bé nhất đội mặc áo phao kia xem chạy qua được không? Nhanh chạy nha. Nhớ bạn đi tặng đi kem. Nhanh. Cho chơi hoàn tục thì theo cái tôi hiểu là hoàn tục thì ai thua thì nhảy xuống nước. Trò chơi hoàn tục thì ai thua thì nhảy xuống nước. Chơi là hoàn tục thì không? Ai thua nhảy xuống nước đúng không? Trò chơi rất là. Một, hai, ba. Ok, con gái thua vậy con. Con gái quá giỏi. Con gái không hoàn tục đúng không? Con chơi rồi, con gái đằng sau. Con gái đội bóng nè. Tiếp tục, một, hai, ba. Ok. Tiếp tục, em trai bên đây ra luôn ạ. Chuẩn bị, một, hai, ba. Xem bạn bé nhất, bạn bé nhất đội mặc áo phao kia xem chạy qua được không? Nhớ bạn đi tặng đi kem. Nhớ các bạn, đoạn video chia sẻ chạy qua cầu phao. Cả tiếp rồi. Tiếp đến thanh niên thứ hai nào. Thanh niên lớn nhất đội cũng phải qua được. Là đang xem để cổ vũ đây ạ. Cổ vũ lên. Đấy. Là cao to. Rồi nổi đầu lên nhé, không sao hết. Khán giả đang đứng xem để cổ vũ rất đông. Chia sẻ quý vị các bạn. Rất đông. Cái giải là bé đẹp nhất mà đã tới giờ. Cho nên em quyết định tặng cho anh trai một cái phần thưởng là một chiếc gương mà. Lên cổ vũ tham gia. Tiếp thành viên nữa. Cái lớp mà nước chui nó ăn ngon lắm. Và đây là tham gia. Và tiếp tục thành viên tiếp theo nè. Nếu vui là chính phần thứ và bây giờ rất thám tử lên chân con nam nằm cố lên chập bình xuống nước qua tốt bắt thành cầu ok lên xuống kè xin chúc mừng bé trai đã nhận được một cái chia sẻ tiếp tục nữa hả tiếp tục tiếp tục tiếp tục qua được không qua được không qua đây qua đây qua đây qua đây tốt rồi chúc mừng qua rồi. Trò chơi cầu phao này. Có kênh YouTube của Toàn Quân TV chia sẻ với quý vị các bạn. Chia sẻ với các bạn.
cá sấu. Và các bạn xem và chia sẻ với mình lúc tôi cũng có phần gì cảnh đó đấy YouTube nguyện toàn phần gì một bạn video tại đây hẹn gặp quý vị và các bạn trong video sau.